Sơn chào bà con, tiếp tục hôm nay Sơn quay lại cái miếng lúa OM380. Mà lúc nó mới chỗ lên là dự đoán năng suất ước tính nó là 1 tấn đến 1,2 tấn á. Nói chung là chỗ là dằn bông dữ lắm ha. Nhưng mà cái đó là cái lúc đầu thôi, mình nhận định là nhận định cái lúc đầu thôi. Nhưng mà về sau này mới biết nữa ha. Nó cái thời tiết quá khắc nghiệt, bà con thấy chỗ lên thì bông rất là đẹp, rất là bự luôn. Nhưng mà tới chừng mà nó về chín thì mình mới biết được kết quả. Nó bị lem lép đơ, tình trạng đơ bông rất là nhiều. Đây bà con thấy chết luôn rồi. Ví dụ này nó hợp gần chân quá. Con thấy cái dàn bông không? Đó. Tình trạng đơ 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 đơ, nó không có được công nhặt và cái hộp không được no á, dù là bón phân rước hạt rồi xịt luôn. Cái này thì nói chung thì do cái thời tiết bà con ơi. Thời tiết nó khắc nghiệt thì nó gì đó. Đó. Nắng gắt quá chịu không nổi, nhiệt độ cứ thay đổi nóng lạnh hoài chịu gì nổi. Nóng lạnh xuyên xương muối nữa chứ. Đó. Chịu gì nổi. Thì hiện tại thì cái này có bón phân rước hạt là bón 20-20-15 luôn đó mà con. Có đạm lăng kali đầy đủ để mà có chống chịu sức đề kháng luôn đó. Mà còn đề kháng không nổi nữa. Chứ đặc biệt là cái lá của 380 và 384 nó rất là dày. Mà con thấy dày hơn đề thơm đó. Nhưng mà vẫn bị vàng lá chín sớm với cháy lá. Còn thằng ngô em với thằng đề thơm thì thất hơn thua ha. Vụ này thì nói chung thì để cứu vãn chỉ có bón phân rước hạt thôi. Thì bà con thấy cái tình trạng năm nay thì thấy có thể là lép cổ rất là nhiều. Thì để cải thiện cái tình trạng lép cổ vụ đông xuân năm nay thì chỉ có nước rước phân thôi, có thể là con rước phân 2 lần luôn nữa, 1 lần công với me đó đuôi và 1 lần chín đây nè, để cho nó dưỡng cái bộ lá này nè. Hiện tại bà con thấy cái lá nó cũng màu xanh thôi, nhưng mà thật sự là nó có cái mầm bệnh rồi nè, bà con thấy không? Ở xa nhiều khi bà con thấy xanh xanh chứ thật sự có mầm bệnh nè. Mà nó có cái mầm bệnh này rồi thì nó không vô gạo nổi, tỷ lệ vô gạo nó chỉ 20-30% thôi, nó kém về cái vấn đề mà quang hợp và trao đổi chất lắm. Dù cho bà con xịt thuốc vậy, bỏ tiền, thật ra nó bỏ tiền thiệt. Chỉ có rước phân, bà con cứ xịt bệnh, ngừa đổ ôm có bông, lem lép gì đó. Hoặc là có thể bà con xịt vô điều hòa sinh trưởng, khi lá nó còn xanh, bà con xịt vô nó hút được chỗ nào hút. Rồi kết hợp bà con rễ phân rước hạt thì nó sẽ có cái hiệu lực cao hơn là bà con xịt phân bón lá. Hoặc các cái dạng kích thích giờ cũng không hiệu quả nữa. Tại vì cái lá thì bà con biết là nó có mầm bệnh này nè. Mầm bệnh vàng lá chín sớm nè. Thì nó đâu có hấp thu được cái bộ lao động cũng như là cái tế bào nó trong nó không còn linh hoạt nữa. Và hiện tượng năm nay do thời tiết nó dị đoan, nó khắc nghiệt quá bà con, nên là phải chịu thôi. Tình trạng cái lép cổ năm nay thật sự thấy nó khá là nặng luôn, đặc biệt là em đề thơm cháy sớm mà sớm đó. Thì bà con lưu ý trong vấn đề bón phân rước hạt á, thì nói chung xịt thuốc thì mình ưu tiên giai đoạn công với me đỏ đuôi hoặc là chín nửa bông. Còn những giai đoạn cuối này thì bà con mình ưu tiên về cái vấn đề là bón phân rước hạt là chính ha. Đây bà con thấy nè, nó bị vàng lá này, này vàng lá sớm nè, nó bị là đứng bông ha. Và những cái bông này thấy nó vô gạo rất là chậm luôn, đáng lẽ là mấy cái này lại vô gạo bữa nay 80 86 85 86 ngày hết rồi, đáng lẽ nó vô gạo cũng muốn tới cổ mà thấy nó vô rất là chậm ha. Đó. Và nó chuyển sang cái tình trạng là bị bệnh vàng lá chín sớm miếng ác đó chứ. Nó những cái vàng lá sớm là bị đơ bông á, còn những cái bông thì này thì thấy nó còn xanh xanh thì nó còn tạm vô, nhưng mà nó vô không nổi nữa. Mà con thấy đa số luôn, đa số mà con thấy là nó sang bức bông này sao. Đây mà con thấy đa số luôn ha, cái cổ nó còn rất là nhiều, tới mấy chục hạt lận ha. Mà mấy chục hạt này nó con xịt thuốc vô không nổi, xịt vô yêu cầu có thuốc bám vô lá là cháy nữa, nó làm cho cái bệnh vàng lá chín sớm này nè, nó phát sinh rất là nhanh ha. Bà con thấy nè, ở xa thì bà con thấy cái vàng lúa nó xanh, nhưng mà thật sự về cái vấn đề quang hợp vô trao đổi chất để vô gạo thì rất là kém ha. Tại vì nó có cái mầm bệnh này rồi thì nó không còn là khả năng quang hợp cao ha. Chỉ giờ chỉ có cách là rước phân thôi, rồi những giai đoạn cuối thì bà con nên rước UG thôi ha. Rồi xịt ngừa đậu có bông là được. Lem lép thì nói chung thì có thì còn xịt xương xương, tại vì còn xương muối á thì xịt người vô nó là đậu ôm với lem lép ha. Còn về lấy gạo thì còn ưu tiên bón phân đi ha. Năm nay thấy khó khăn quá, đậu xương cứ đòi tấn 1 tấn 2 không à, bây giờ kiếm 700-800 lượng mắc. Thì về thuốc ha, thì đây cũng mới mới xịt bà con à. Thế đây xịt về vô gạo thì sử dụng tinh bột nano á, lần này là tinh bột nano thì nó là dạng phân bón lá quy lượng hết mọi con. Thì cái thành phần của nó nè, thành phần của nó là lăng 3%, nói chung là lăng có 3% à, chủ yếu là chung quy lượng hết, tại vì nó là chung quy lượng là chính, mangan 6% nè,
đó. Rồi kẽm 250, molybdan là 400 và GGB3. Thì nói chung mấy cái dạng này nếu mà con xịt á, thì bà con những xịt dạng trung nguyên lượng này thì nói vụ đông xuân năm nay thì bà con những đồng 3 vụ sau thì lưu ý ha. Hoặc là đất 2 vụ và hiện giờ đang không với mẹ nó đuôi thì bà con tranh thủ xịt thúc trước trước giai đoạn chín nữa bông, nói chung là trước 80 ngày bà con xịt ha. Đó, còn con bón phân rước hạt sớm quá thì cũng được, nhưng mà nếu mà con rước rước sương sương cho nó xanh xanh thì rước 2 lần, nó nói chung năm nay là bón phân rước hạt là 2 lần là mới ok đó, còn 1 lần cũng chết luôn ha. Một lần là phải rước cái giai đoạn cuối thì đỡ, nhưng mà lúa này thật ra thấy tình trạng là để mà tới mà cuối rước hạt thì cũng được, nó tại vì rước là hạt 2 lần đó, tại vì cái màu lá năm nay nó cắt lại xuống, công chứ mẹ đó đuôi rước một cái rồi tới chín nó bông rước một cái nữa thì nó mới ok thôi, chứ năm nay thấy thua thiệt. Thì nói mấy cái thằng này mà giai đoạn mà nó chín vậy nè, mà còn thấy nè, nó chín nữa nữa bông, nó bông cái vàng lá vậy nè, mà còn thấy cái vàng lá không? Bà con xịt vô bỏ thuốc ha, thì bà con lưu ý trong vấn đề mà phun thuốc này, xịt vô thất sang nó bỏ thuốc không có hiệu quả gì nhiều ha, chỉ có bón phân rước hạt thôi. Thì lưu ý trong vấn đề nó xịt thuốc vô gạo thì bà con nên thúc trước cái giai đoạn là 80 ngày ha, còn trên 80 ngày thì nên bón phân rước hạt, chỉ là xịt ngừa bệnh thôi, đậu ôm có bông với lem lét xương xương vô cho nó thôi đó. Còn như là bà con mình ưu tiên về vấn đề là rước phân ha. Chứ bây giờ bà con xịt bà con thấy cái bộ lá này thất sang quay theo chiều nắng mà con biết rồi, bộ lá này còn gì nữa đâu mà hấp thu mà để quang hợp ha. Ví dụ như trong cái dạng tốt tốt mà nó xanh xanh, mấy cái lá xanh xanh đó mà nó chưa có dấu hiệu bệnh vàng lá chín sớm á thì nó vẫn còn hấp thu, nó vẫn vô gạo bình thường ha. Còn như mấy cái dạng lá này thì nó chịu đâu nổi đâu, nó cũng giống như ông già đó, nó đã già già trước sau, vì cái bộ lá này già thì bà con giữ xanh không được đâu, già trước sau nó cũng phải xuống à, như lá mình bình thường á, nó già trước sau cũng phải rụng à, phải vàng à, thì nó vậy. Thì chỉ chủ yếu là mình cho ăn bồi bổ dinh dưỡng thôi. Đây kết hợp với cái thằng siêu vô gạo hay không con, vô gạo cực nhanh nặng ký to hạt sáng ngắn. Thì nói chung thì mấy cái loại này thì bà con mình xịt xịt mấy cái loại chung với lượng vô gạo, mấy cái thằng này cũng như là kêu tăng trưởng sinh học gì đó bà con, thì nó cái thành phần của nó là kali ha, kali hữu hiệu 50%, kali lưu huỳnh ha. Xịt hai này vô nó bà con xịt vô này coi như vài bữa nó còn cháy cha nữa mà không có cái hiện tượng vô gạo bao nhiêu, chứ bảo đảm bà con luôn, tại vì cái thằng kali lưu huỳnh mà con xịt vô thì càng xịt càng cháy, nó chọi giai đoạn cuối càng xịt càng cháy. Thì những bà con sao lưu ý như cái này thì xong rồi, bố phân rước hạt thì cũng có thể là nó kéo kéo được chút xíu thôi, chứ mấy cái lá này thấy thua rồi. Lép cổ hết trơn luôn rồi, còn thấy nào. Năm nay thua toàn tập, con lúa nó chỗ lên thấy chúng mà nó cuối cuộc vô gạo nửa bông rồi, vàng lá chín sớm hết trơn luôn. Thì nó thật cái lá chân nữa bà con ơi, thì thứ nhất là do nắng, tình trạng trước tiên là nắng sương mù sương muối nó đáp vô cái bộ lá này nè, sáng cái sương mù sương muối nó mặn hay sao đó, rồi nó đáp vô bộ lá, rồi trưa nắng nó cứ rút vô ra trời lạnh nữa, rồi cứ thay đổi nhiệt độ hoài chết luôn. Chứ gậy thì nó mình nói bộ lá chân thật lên vô gậy thì nó cũng không đúng, tại vì gậy nó chỉ có một phần nào đó thôi, ở đây thật sự nó không có gậy nhưng mà bộ lá chân vẫn thật bà con ha. Cái này là rõ ràng hắn ở đây ta xịt gậy hai cử hết rồi, còn cái bộ chân giờ bà con giờ cũng biết nó đâu có gậy bọng gì đâu ha. Gậy phấn trắng thậm chí cũng không có bao nhiêu chứ, nhưng mà nó bị tình trạng thật lá chân ha. Thì bà con mình cái này nó nhiều cái nguyên nhân thời tiết chính ha, chứ không phải là tập trung vào gậy phấn trắng, mà con đừng đổ thừa gậy phấn trắng nè, ở đây có gậy phấn trắng có con nào đâu mà bộ lá vàng vàng ha. Đó, mình phải xác định nguyên nhân, nó nhiều nguyên nhân nó gây lên lắm, nó do thời tiết nữa, chứ không phải là một cái dịch bệnh nào đó mà nó làm cho cái lúa bà con mình sức như gậy phấn trắng á, mà nó làm cho cái lúa bà con bị vàng lá không thì cũng không đúng, nó nhiều nguyên nhân ha. Rồi Sơn chia sẻ cho bà con.